Fire Emblem. Engage. Ok, xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại series cùng chơi Fire Emblem Engage. Nên là chúng ta đi đến chapter 20 này. Mình không biết là mình nên đánh cái gì mà nhỉ? Đánh story hay là gì? Chắc mình sẽ đi làm một số cái Valok tiếp. Hoặc là có khi mình nên mở để cái Valok nhỉ? Nhưng lần trước là mình mới chơi ra. Hình như mình nhớ có vẻ như không có nhiều hội thoại lắm. Hortensia với Owl Chris này. Nên là một đứa là hướng nội, một đứa hướng ngoại. Prince Alchrist. Hey, I know you can hear me. Princess Hortensia. Nhưng mà lúc đầu là hai đứa gặp nhau là con này thành nhân nó đánh thằng này trên cầu rồi. Please, speaking to me will only dampen your mood. Always a bundle of joy you are. But that's exactly what I want to talk to you about. Listen. I'm gonna help you get some confidence, just like you asked. Giúp anh có được nhiều sự tin hơn à? Giống như anh đã nhờ. What? Really? Oh, thank you. Why did you change your mind? You seemed so strongly opposed to it earlier. Tại sao em lại thay đổi ý kiến á? Lần trước em đã quyết định lắm rồi mà. That was a joke. Đây chỉ là trò đùa thôi. Sorry. Em đùa hơi quá. I may not love Brodia, but you're my friend. Em có thể không yêu Brodia nhưng mà anh là bạn của em. And when a friend's in trouble, you help. Simple as that. Nên mình vẫn nhớ là lần đầu tiên gặp con này nhìn ảo vãi đái. Princess Hortensia, I. Hey, what's with all the tears? Actually, lại khóc á? You're kind of cute when you get all emotional. Anyway, let's get started, shall we? No. Thằng này kiểu hay khóc hay xin lỗi. Please don't look at me like this. Đừng nhìn anh như thế. Huh? What's the problem this time? Are you really gonna turn down my help after all that? Mình hiểu sao cái bọn nó cứ có hoa kiểu hoa hồng nhỉ? You agreed to help me, Princess Hortensia. Công chúa Hortensia. Without a shadow of a doubt, a wonderful person. Em thực sự là một con người tuyệt vời. But the more wonderful you are, the deeper I tumble into despair. Nhưng em càng tuyệt vời thì anh càng rơi vào cái vực sâu của đau luôn anh. What? Your kind heart shines too bright. It reveals my heart for the worm-ridden filth that it is. Cái trái tim nhân hậu của em nó tỏa sáng quá, nó làm cho cái lỗ hổng đen tối trong thâm tâm tôi càng ngày càng lộ rõ vãi lìn. So please, don't come near me. Thằng này kiểu ảo. That boy has self-deprecation. Thằng này kiểu cái hội thoại với thằng này như kiểu là bị ảo tưởng nhỉ? Hortensia này hồi máu mà hồi được nhiều phết này. Thế là lần sau mình dạy cho Clan này đi, thay cho cái con Citrine ấy. Để cho Boy One Gem của anh được tỏa sáng. Xem có bon Citrine Soren. Nên là về cơ bản chúng ta chỉ cần có một sorry if I upset you before. Is there anything I can get for you? By way of apology? The things I want can't be bought with money. Cái này lại định cúng tiền cho thằng trong nhẫn à? Cái nó có reflect á? Oh my god. Allow it into space again, deal 50% magic. 50% of magic damage taken back à? Có nghĩa là phản đam. Không phải phản đam mà là dính đòn hit lại ấy. Có nghĩa là cái damage nó tính là magic nhỉ? Cho một lượt. Mình không biết là cái này là kiểu gì nhưng mà ví dụ như là nó kiểu là nó signal kiểu là nó signal dài với cả cái kỹ năng là decoy ấy. Chắc mình nghĩ là thế, ví dụ như là mình ngắm cho đứa nào tanh ấy, tanh đam ấy rồi mình sẽ búp cái kỹ năng này vào người nó thì cái đứa đấm của đấy thì nó sẽ bị hít lại đam ấy. Sao cái frame rate nó tệ hại nhỉ? Thì mình đợi mình xem. A few moments later. Mình không hiểu sao cái frame rate mình tệ hại nhưng mà mình có điều chỉnh lại. Thôi thê thảm vãi lì luôn rớt.
cái máy mình là nó bị vẫn bị cái vấn đề là cái chip của nó hơi bị phò ấy. Không biết là của thằng Van. Thế mình sẽ cho thằng này là thằng Van mình nói chuyện với mình. Sẽ đi hái quả. Nói chung chỉ loanh quanh chơi A-Team bây giờ thằng Van này. À, Clan với cả Hortensia. Bên mình nghĩ lại là có khi là Celine cầm cái ấy là ngon. Cái con Micaiah ấy. Nó sẽ là cái này là Citrine Clan này. Ơ, cái thằng này với con này là rank B rồi á. Có hội thoại rồi này, rank C thì dễ phát nhỉ. Diamond mẹ. Anna này không có hội thoại nhiều lắm nhỉ. Diamond với bà già này. Mấy đứa fighter thằng này cũng chơi thôi. Mấy thằng đánh kiếm này. Công chúa này. Đây là cái con dây này. Mình cho xem mấy hội thoại cho vui. Khả năng bây giờ chúng ta sẽ sử dụng A-Team là chính ấy. Có một số thành viên là B-Team nhưng mà mình nghĩ là A-Team là chuẩn. Lại có hội thoại rồi này. Hồ bơi thì sẽ cho ai nhỉ? Celine với cả Potentia này. Kiểu gì bọn này nó cũng lên nhỉ? Silly Alfred này. Support started. Con này không có hội thoại với thằng mặc giáp à? Có chứ. Silly này không chơi được nhiều người nhỉ. Hãy cho Go Mary đi. Có mấy đứa phân line của mình ấy. Cô Mary chắc là hội thoại nhiều. Hội thoại với cả Celine nữa. Mình nghĩ là Celine này là cái nhân vật tương đối toàn diện ấy. Tất nhiên là chơi kiếm thì chúng ta không yêu cầu nhưng mà cái là được cái là cái Celine này được cái là máu của nó cũng tương đối là ổn đấy, không quá tệ lắm. À xong còn cái em lắp là Lapis nữa mà quên mất. Mình sẽ cho Lapis lên một ít để cho lên nốt cái level. Đây sẽ là nhân vật cũng có thể là nhân vật cuối mình boost được lên. Mình muốn cho thằng Boucheron lên nhưng mà khả năng cái thằng này bây giờ nó out level quá. Fighter mà tầm này lên cái level thô thọt như này rất là khó luôn. Rất là khó để búp về việc cái con này còn đỡ này. Con này cầm kiếm phò quá. Thuật thoang rồi, gặp thằng này. Gặp anh đồ tể này. À đó, cũng có thể ngon này. Mình chỉ đánh trượt một phát thằng. Thằng kia là kiếm ngắn, dao ngắn. Mày may nhá, mẹ em gặp thằng vớ vẩn. Nói chung là mẹ mày ngoài đời thì là mấy em lại ở nhà chỉ nấu cơm hết. Nhưng mà trong game thì mình sẽ ưu tiên mấy em nữ. Còn có em cầm thương thân da đen nghe, mình không biết là có nên chơi không. Kiểu cái giới hạn vũ khí nó ngắn ở đó, hạn chế. Thưa, có khi mình đi chơi con đi ngựa ở đâu, đi sói này. Nhìn con này có vẻ như tương đối là cơ động ấy. Mình đang nên là mình đang búp cái con sói này, một là sói hay là cái con Pegasus của mình ấy. Con này khả năng là nó có thể lên được cái dòng Griffin Rider ấy. Nếu mình không nhầm.
đang búp lapis thế này. Chúng ta sẽ ngồi chúng ta búp tiếp. I won't let this chance go to waste. Linden, scholar of Lucia, at your service. Này có Thoron. À, nó mình chưa lột cái Thoron của ông này ra nhỉ? Nên là về cơ bản là lão này gia nhập đây mình chỉ lột mỗi cái cuốn sách của ông ấy thôi. Nói chung là mấy cái bác già này chơi với nhau. Mình xem cái ông Linden. Thằng Linden này có hội thoại với cái bà Sophia này. Toàn mấy bác già cốt cán chơi với nhau. Linden. Đây là Sophia thật. À, mấy bác già này sẽ có hội thoại riêng với nhau. Anyway, mình sẽ nhớ mình lột đồ thằng cha này. Nói chung là bác cũng kinh đấy, 112 này không tệ nè. Nhưng mà là thằng cha này có cái weapon inside lại ngon này. If you quit with a lower level, then... có nghĩa là chỉ cái vũ khí chúng ta phò hơn thì là có thể quýt 20% á, rất là mạnh luôn. Nhưng mà khả năng là, nhưng mà cơ phải là bác già rồi ấy. Bây giờ team của em là toàn trai xinh gái đẹp như này. Bỏ bác vào lệch kèo hả? Ở đây kiểu anime, chúng ta bị ưu tiên. Nhìn xem cái đứa nào nó chưa học cái anh nhỉ. Thằng Alphen này có Golden Lotus này. Học cái mấy con hình như là chúng ta là lên hết rồi sao ấy? Có kiếm hết rồi, cả nhẫn rồi, ngoài trừ cái nhẫn mà Hero King ấy là của March. Quyền thằng này cái animation đánh quyền của nó cũng khác bọn khác. Thế nó như kiểu như là mấy cái bọn mà cái võ gì mà nhảy của bọn Brazil ấy. Nhưng mà kiểu nó khác hơn. I'm so grateful you rescued me at the fortress. If I may. I was glad I could be of help and I would love to see you Dan. Thằng này cầm con Corin không tệ lắm nhưng mà mình nghĩ là nó không thể nào bá đạo bằng cái kiểu ném sương mù á. Nó cộng 30 nên né tránh là đã rất là khủng khiếp rồi. Hay nó chỉ kiểu đánh băng thì cũng kiểu là situational ấy. Dù sao nó chỉ có một lượt ấy. Nên là nói chung là tùy. Mình cảm thấy các thằng cầm kiếm được Corin nhưng mà nó cầm nó không hợp lý lắm. Thằng này nó cầm như kiểu mấy cái như là Mikaya, mình nghĩ là nó cái hợp hơn ấy. Nên cái vấn đề của đội hình là mình không biết nhổ cái thằng Sido vào đâu. Nên là cũng có thể là bây giờ là mình sẽ mặc định là cho thằng Sido vào đội hình nhỉ. Bởi vì có một số cái nhân vật như kiểu đánh phép mà đi được double lượt đấy. Mà đặc biệt là khi cái lượt này nó hóa thân ấy, là nó xả đám rất là ác ấy. Nên là mình nghĩ là cái value mang lại cái thằng này nó tương đối là ổn ấy. So với những cái gì mà nếu mà chúng ta không cho thằng này vào thì thêm một cái nhân vật khác thì là cũng mình không biết là như nào ấy. Nhưng mà mình nghĩ là tương đối là ổn ấy. Thằng này có rank số 4 với cả Mark này đúng không? À đó, là đấy là cái thằng Alquist này. Mình chả biết cái thừa kế gì. Mình muốn thừa kế mấy cái tự đứa đánh phép là nó có cái kỹ năng mà nó không chết được ấy. Kỹ năng mà đây này, cái kỹ năng mà hold out này này. Cho mình nghĩ đây là nó chỉ 30% máu đấy. If we have that more. Nhiều hơn 30% máu á. Thế thì chắc mình phải cho con mấy bọn đứa học pháp sư mình học luôn mấy cái này ấy.
cái kỹ năng này từng nó. Nên là về cơ bản là bọn nó sẽ không bị one shot được. Không thể bị one shot được luôn. Đặc biệt là Citrin lại hay. Mình nghĩ là Celine có thể lên được cái này. Celine có khả năng có 2257 này. Có khi mình cho nó học luôn nhỉ. Nên là cái bọn pháp sư mình không thể bị one shot được. Impossible to one shot. Nó chỉ cần nhiều hơn 30% máu là được ấy. Thậm chí có một cái đo số cái kỹ năng nó hồi ngược lại máu thì là trên đấy là nó có thể không bị two shot. Mẹ rất là máu. Nên là một số nhân vật chúng ta học được là mấy thằng Sido này như học được 1590 này. Có cái trưởng phép gì mà nó hồi ngược lại máu ấy. Vì thằng Louis này cũng có thể học được này. Nên là bị dính mấy cái bọn phép là gần như là ui. Nhưng mà cái thằng này nó 685 chơi bời đi. Hình như những cái đứa nào mà đeo nhẫn nhiều dùng là nó sẽ được cái SP nhiều ra. Nên mình thực sự mình cảm thấy cái này nó không thực sự là nó công bằng lắm nhỉ. Chúng ta cái chỉ số SP này nó lên nó phải đều ấy. Trước nhất là chúng ta sẽ cho thằng Sido của mình học cái Mikaya này. Corin đúng không? Quality time này. Rồi, bởi vì là như trận trước là cái đôi đánh phép của mình là sảnh một cái là nó ra nó bổ phát chết ấy. Nên là rất là khó chịu luôn. Nhưng mà nếu mà học được cái kỹ năng hold arm này thì nó rất là có lợi luôn. Nên là chúng ta phải học ngay cho những thanh niên đánh phép. Kể cả cái con cái con Hortensia của mình đi. Nếu mà học được thì tốt đấy. Nhưng mà mình nghĩ là con này không đủ đâu. Con này đánh ít mà được 2000 SP như không nhỉ. Thằng này lốt lâu ghê. Để cho nó học luôn Citrin. Nó sẽ là Roy sao nhỉ. Phải thằng Roy không nhỉ. Chả nhớ Roy là hình như thằng Roy. Đây này có cái hô ao rồi. Citrin. Nó sẽ cần level 5 của Roy. Roy San. I'm Citrin, a royal soldier of Brodia. I am Roy, son of Eliwood, Marquess of Ferrae. Prepare for battle. I still stand. Cái lồng tiếng của thằng Roy này nghe ai nhỉ? Kiểu mình cảm thấy là cái giọng này nó nghe rất là cá tính rồi. Such a wonderful person hiding in Brodia's ring all that time. I'm so happy I get to meet you. I'm happy to see you too, Citrine. Let's pool our strength and give it everything we've got. Và chúng ta sẽ cho Celine. Celine Cham. Hai cái nhân vật này dễ bị one shot nhất này. Của cái bọn của cái hội mình ấy. Một lần nó one shot bởi bắn cung. Phần lớn ít khi bắn cung nhưng mà khả năng là mấy cái thằng đi ngựa nó nhìn vào nó bổ ấy. Tương đối là annoying. Em này thì không thể one shot được rồi. Và cái thằng clan này học thì tốt này. Và ông học con mẹ luôn cho tôi. Nên mình nghĩ đây sẽ là cái kỹ năng bắt buộc của những cái bộ pháp sư. I'm Roy. I'll be your opponent. Nếu mà trong trường hợp các bạn rất là cẩn thận mà các bạn không bị one shot thì chẳng sao ấy. Hoặc là như mình đánh từ trước rồi mình cũng hay nấp bộ bắn cung, bộ bắn pháp sư ấy thì... You've been here at the Somniel for a long time. Thì có khi là học cái kỹ năng này cũng hơi phí nhỉ. Nhưng mà nếu mà như mình nghĩ là nếu học cái kỹ năng này thì đánh nó có thể xông pha được hơn ấy. Kiểu pháp sư ấy. Chừng nào mà chúng ta không cạn máu thì nó vẫn không thể chết được ấy. Ít nhất là trong một lượt thì nó không chết được. Hoặc là cho Anna nữa nhỉ. Anna cũng khả năng bị one shot rồi.
me Lady Anna. I am Roy. I'm looking forward to this. Roy thua rồi. Này máu nhiều quá. Well fought. I must train my skills. Wanna win next time? Have I got just the thing for you? Nên là cái animation cái trò này nó hay bởi vì ví dụ như là nó đánh hai phát trước nha. Hey Roy, we got some great stuff in stock. Đồ xịn này. Buy some and I might even give you a discount. Con này lại còn mùi chai của vận trong nhẫn ấy. That's nice of you, but I'm an emblem, so I don't actually carry money. Sorry about that. Tôi là linh hồn trong nhẫn nên tôi không tiền. Lại còn chấn đồ của bọn này đấy. Là cái animation này hay, ví dụ như là nó đánh hai phát trước nhá. Thì có nghĩa là cái kiểu cái order của hit của nó là sẽ đánh một phát trước này. Sau thằng cái đánh một phát này. Sau con này sẽ đánh trả lại thêm một phát, nhưng mà đồng thời là cái hit đấy nó sẽ kéo đến cái lượt số 2 là con này đánh thêm một hit ấy. Thế về là về cơ bản là cái hit số 2 là con này nó sẽ đánh luôn 3 hit ấy. Kiểu như nó tiếp nối luôn cái lượt đằng sau ấy. Nên là nhìn nó rất là mượt. Tôi chết rồi, hình như là ấp phải kỹ năng. À đâu, có ven thết với cả hô ao mà. Lần trước mình đánh nhau thằng Roy sao nhỉ? Mình chả nhớ đánh nhau Roy không? Cho rằng ok chúng ta lại vào. Mình không nhớ là. Nhưng mà cái ven tết này cũng ngon này. Cái ven tết này như kiểu là cái mấy con mà Anna ấy. Là nó có thể đánh được cầm vũ khí ngắn nhưng mà đánh được 2 ô ấy. Tương đối là có lợi. Kể cả chúng ta không cầm cái vũ khí đánh kiểu tay dài ấy. Mình chả biết, có thể là có lợi cũng không nhỉ. Bởi vì bọn này nó cầm hai cái vũ khí. Miêu, con đừng có treo. Nhiều hơn, rất là treo. Mỗi lần chơi tí mèo nó cứ nhiễu mẹ mày vào, nó quấy. Chúng ta sẽ cho nó học luôn. Nên là mình khó chịu quá, bị mấy đứa lần nó one shot cho phát, rất là khó chịu. Nên nó sẽ giới hạn cái kiểu như cái chiến thuật của chúng ta rất là nhiều. Ui, thằng này nó có thể học được cái acid decoy này, ngon này. Effect is removed after ally is target. Nên là có thể cho được một đứa khác học cái kiểu cái decoy sau cho một đứa khác book cái phản đòn nhé, phản đao ấy nhỉ. Cũng là một cái option hay. Ta sẽ emblem Roy này. Ta sẽ có cái Ventus này. À không phải cái Ventus, hô ao chứ. Tí thì học nhầm mẹ cha chứ. Okay. Nên là về cái bây giờ bọn em bảo hiểm này nó không thể nào chết được. Không thể nào chết được cho một phát ấy. Coi như là mua bảo hiểm ấy. Không thể nào chết được. Con này thì chắc không học được, con này 1700 này. Không tần nhau nhiều. Thôi có khi con này không giết được người nhiều lắm ấy. Diamond thì không cần này. Thằng này hình như học chưa nhỉ? Thằng này cũng dễ bị mẹ bọn phép bắn cho one shot này này. Go Mary Celine này. Celine học đi em ơi. Nên bây giờ là mình sẽ bọn em sẽ đánh nhau gấu hơn nữa. Bởi vì nó không chết được mà. Ơ, Roy đâu nhỉ? Ơ, Roy mình chưa học à? Oh my. Oh no. Vantage. Thằng này chưa chưa đủ điểm rồi. Đùa. Cứ ra và vào mẹ nó chứ. Nãy quên mất, nói rồi lại. Silly thì mình mấy lần bị one shot nên là mình bị giới hạn cái chiến thuật đấy, cứ phải chơi đi chơi lại. Vậy mình nghĩ là cái phép của bọn kia nó đủ rồi, nó chẳng cần phải cộng thêm kỹ năng ấy.
Selin đi học đi em. Roy, Roy San. Selin has arrived. I'm Roy. I'll be your opponent. Này, nó cầm cái El Thunder. Selin thắng này, bởi vì Selin đi trước mà. Well fought. I must train my skills. We would slayer. We shall be leaning heavily on your might in our quest for peace. It's a cause I'm happy to fight for. And you're an ally I'm happy to have. Okay. Sở trang cộng 2. Mình nghĩ là cái Vanthet cũng hay nhỉ, nhưng mà ví dụ như cái thằng Diamond thì mình nó có cái dìu nó phi rồi ấy, thì nói chung là cũng không ấy lắm. Có cái Tomahawk rút ra ném bụp á. Bây giờ nhiều kỹ năng quá, nhớ để ghép phải quên còn mẹ mất. Mà cái này nó lâu ghê, mẹ sợ thật. Mà nếu mình nhớ không nhầm là Mikaia hình như là nó cũng có cái hồi máu này. Nên mình đang xem là Mikaia cho ai cầm thì hợp lý. Hình như con này đang cầm Mikaia đó nhỉ. Mình nghĩ là cái con Hot Tessian này cầm Mikaia không hợp lý lắm nhé. Chúng ta sẽ cho một cái nhân vật là cầm, tự nhiên là có thể chiến hơn những Ivy chẳng hạn. Bởi vì là cái con này nó hồi máu thì chắc mình nghĩ là Selin cầm Mikaia vẫn ngon đấy. Nên là mình nghĩ là Selin, bởi vì Mikaia nó có một số cái sách phép nó đánh tương đối là mạnh mà. Nên là con một là chúng ta sẽ có Soren, hai là chúng ta sẽ có Mikaia ấy. Và cái nhẫn của người thầy để đứa xác khác nó cầm ấy. Nhưng mà mình muốn cái nhẫn người thầy nó búp cái đánh phép nó xa ấy. Cái đấy tương đối là OP ấy. Cái đấy là cái bảo bối xịn nhất của cái nhẫn cái Ring of the Instructor ấy. Mẹ bây giờ chưa lâu lắm không lau nhẫn này, chắc là mấy cái nhẫn nó bẩn lắm ấy. Selin là vừa học được luôn. Ngoài ra mình chả biết là học được cái gì nữa. Cái này cháy cộng 10 đấy, ngon này. Luna Brace. Demolish. Mấy cái này thì không lấy làm gì này. Còn cái Star Mario TV kháng phép nữa hay này. Silent Wood. Mấy cái của Mikaia lại ngon quá này. Divine Perf này cũng hay này. Đánh từ trượt thành trúng này. Là có rất là nhiều cái để mà học. Ta feel. Hay lại Roy, chúng ta sẽ học cái hậu áo này. Rất là đắt luôn, mẹ 2000. Học xong cái này mẹ mới chào được cái mẹ gì nữa. Đặt loi kèn. Là cái trang bị vậy nè, ôi dồi. Con này cầm cái Quality Time này. Ôi thằng này Quality Time này. Cầm hết cho ta đấy. Học từ khi nào mà tôi không biết. Con này có này, không cầm vào này. Selin có favorite food này, đúng không? Nên là Selin cầm Mikaia sẽ rất là ngon luôn. Nghĩ là hết rồi sao? Mình nghĩ đúng ra cái kỹ năng này nó phải rẻ hơn ấy. Đắt quá, mẹ cha. Nói rằng cái này là 20%. Có hâu ao này, quên mất. Không đeo vào thì lại vỡ mồm này. Lúc chết thì chả biết là tại sao. Tầm này em này khỏe quá, không chết được. Thank you.
Mình xem nó mấy cái hội thoại rồi mình sẽ đi nhanh rồi. Đang còn nhiều việc để làm nữa. Hội thoại cũng nhiều. Hortensia và Kalen. Trận sau chúng ta sẽ cho Kalen xuất hiện. Ah, there you are, Clan. Huh? I mean, hello, Công chúa Hortensia. Princess Hortensia. That's right. Nhìn hai đứa này chặt chặt tuổi nhau rồi. Princess of the mighty kingdom of Illusia. Nhìn ảnh. Còn này lúc đầu là nó xuất hiện nó kiểu này. Hiệu cô có cần gì không? Hiệu cô cần gì từ tôi à? So happens, a little birdie told me. Có vẻ như là một con chim nhỏ đã kể ba là. Clan ạ. Cậu sẽ là chủ tịch của fan chủ tịch quản lý fan hâm mộ của tôi. What? What do you mean what? Ý cậu là sao? Thật ra cậu phải run rẩy chứ, bởi vì thần tượng cậu đang đứng đây nói chuyện với cậu mà. Princess Hortensia, I think you might have gotten a bit confused. Công chúa Hortensia, tôi nghĩ rằng cô hơi bị hiểu lầm một chút. Confused? Confused how? Well, the fan club I'm the president of is. Fan này fan hâm mộ của cái thằng rồng ấy, của xếp rồng. What? You're the president of a fan club for your own liege? Thế là anh đã có chủ tịch của fan hâm mộ rồi à? Anh là I'm so sorry for the. Tôi xin lỗi vì sự hiểu lầm. Misunderstanding. Embarrassing. Wait, Clan, the princess of Illusia has orders for you. Đợi đã, công chúa của Illusia đã ra lệnh cho anh. What? I want you to form me a fan club. Tôi muốn anh lập cho tôi một cái fan cái câu lạc bộ, đó fan hâm mộ ngay. I don't work for you. Thế là Ranxi là con em bảo thằng này lập fan hâm mộ à? Cái này dễ mà, lên Facebook lập nhóm xong. Yay. Anything to report? Con này ở đây vẫn mặc có full giáp. Oh, Prince Diamond. Vẫn lành. No news here. It's a quiet night. I see. Standing guard like this reminds me of the other day. Which day? Con này đứng gác đây mẹ mà vẫn mặc full giáp. I was guarding the Illusia border through most of it. Thế con này là chiến binh ở canh gác ở cái biên giới ở Illusia rồi. Right. That storm was awful. Cơn bão này tệ hại. It was snowing so heavily. I worried that I wouldn't be able to find you. Nên là cái hôm đấy là tôi đã sợ rằng tôi không tìm được hoàng tử. So did I. Thế là cái hôm đấy là cái trận chiến nghĩa ra đúng không? Huh? I feared I might lose a trusted retainer to the cold. I almost worried myself sick. Tôi đã sợ rằng là tôi đã mất cái người đệ tin đáng tin cậy của mình ở trong trận bão tuyết. Thế là cái trận vừa rồi đấy đúng không? Khi mà cuối cùng tôi nhìn thấy cô đã đứng đấy á, vẫn khỏe mạnh, tôi đã thực sự là mãn nguyện. Oh, well, let's not get carried away, but thank you for your concern, Prince Diema. Dawn should break any minute. I'll relieve you a bit early. Go get some sleep. Nên là okay. Tôi sẽ cho cô nghỉ sớm á. Hãy anh đi nghỉ chút đi. Understood. Good work tonight. Oh. Thay ca. I'm excited to read your new chapters. Will they be ready soon? Yes. Without delay. Con này viết sách rồi. Nên là mối quan hệ dựa trên tinh thần công việc. Không có gì kinh nào. Mình đi ăn. Nên bây giờ mình sẽ cho hình như là lần trước Celine cầm cái Mikai ra đấy nhỉ? Nên là... chúng ta sẽ mời ai đây? Anna-chan và Anna để chơi vai nhỉ? Anna để chơi luôn, chơi với cả Anna để chơi với cả Cal về Lapis à? Anna chơi với thằng này à? Bunet à? Thằng Bunet là mình chơi cùng. Ok, chúng ta cho nó cơ hội được diện kiến anh rồng Chocolate Orin. Ồ vãi. Cái món ăn đứa hai đứa này thích nhỉ? Đây nè. Sour cream ấy.
Mẹ mình còn chả để mình đi nhặt mẹ một nguyên liệu nữa. Có quá nhiều. Nấu ăn cẩn thận nha mẹ. Okay. So I add this. Then I do that. Now it should. Toàn nó. It probably doesn't taste bad, Divine One. I bet this would be a hit with customers. Gonna get it. Delicious. Ngon. I am quite jealous. Nhưng cũng không có hội thoại ra. Bởi vì con này chỉ nấu danh ranh đi ấy. Ok, chứ để làm sao đây. Let's go, bitch. Đi Walmart. Mình nghĩ mình sẽ đi đánh Palock nhỉ. Mikaya, dậy đi xem. Mình nghĩ có khi mình nên đi đánh cái Divine Palock ấy. Ok, xuất hiện nhiều quá. Ok. Ok. Cho thằng Ven này cậu hơi nguy hiểm nhỉ. Hoặc có khi mình nên đi đánh qua mấy cái Palock thường đi. Để cho thằng Ven này nó lên cái level sàn sàn một tí ấy. Tầm này mà vụt qua cái kia có khi nó bị chết. Khi mình đi đánh cái người thầy nữa này. Sacritum. Ok, ok, mình sẽ đánh cái nhiệm vụ. What is that? In the back there. Chỗ này về cơ bản là y chang cái bản kia luôn, cái bản Thuy Hào luôn. Này có phải là cái ngai vàng chứ? This resembles the holy tomb. That's a place from my world. Cái nơi này nhìn giống cái holy tomb. Trên thực tế này chả phải giống mà nó là cái thế luôn ấy. Y chang luôn. What is the holy tomb? Chả có nơi nào mà nhìn trông kiến trúc như này. It's where the goddess Sothis sleeps. For the Church of Seros, this is the holiest place of all. Đây là cái nơi mà nữ thần Sothis ngủ này. Đối với cả cái nhà thờ của Seros. Vì đây là cái nơi thánh thiện nhất. To ensure the safety of the tomb, a monastery was built atop it. Để đảm bảo được cái sự an toàn của cái lăng mộ thì một cái một cái tu viện đã được xây. Okay. So why is it here? Only a very few know the legend of Saint Seros in the holy tomb. Chỉ có một vài người biết được cái truyền thoại của thánh Seros và cái lăng mộ của hoàng gia. Saint Seros phải hoàng gia received power and revelation from the goddess and with it a sacred duty. Thánh Seros đã nhận được sức mạnh và đã được cái hình ảnh. Có nghĩa là nhìn được cái thông điệp từ nữ thần cùng với cái bổn phận thiêng liêng của nó của nữ thần. She was the people of Fodlan and use her power wisely in order to lead them. Cô ấy sẽ phải sử dụng, hình như là nếu mình không nhớ nhầm là cái con số thích là cái con lúc đầu nó hay nói chuyện mình ấy, đã sử dụng để sức để cứu con ngựa ở Fodlan và sử dụng sức mạnh của cô ấy một cách hợp lý ấy, để thấy dẫn dắt họ. Perhaps it's inevitable that we'd be guided here. Why do you say that? If the bond between us is to further strengthen, then you must face a trial. I see. Thằng này khả năng là có nhiều thằng đánh phép. You want me to fight you, Byleth? Show me whether you can wisely use the power you've gained on your journey so far. Hãy thử sẽ cho tôi xem là cậu có thực sự sử dụng được sức mạnh của cậu một cách hiệu quả và khôn ngoan để cậu có thể đối mặt được những cái thử thách ở trước mắt này. Understood. In your eyes, I see no hesitation. Good. Ready yourself. Thầy nói chuyện đúng kiểu như là mẹ thầy giáo ấy, giảng dạy ấy. I won't hold anything back. Teacher. Và nghe nói twins cho Erika. Erika này bình thường bị không
không hiểu là nó thiên về đánh xuyên giáp. Một là tấn công, hai là hồi máu. Nó sẽ có bao vây hai phía này. Đây là trận chiến đánh lớn ấy này. Và nó sẽ gọi con dòng là Fabrication. Ủa mẹ, trận này cũng không phải là... trận này không phải dạng vừa đâu này. Nên nó sẽ có gây gomlet để đánh hạ cái chỉ số phòng thủ à. Brute Gang này. Cái kiếm mà thằng này nó có những cái roi ấy. Này nha, nó gọi là... à đó, cái đấy là cái Sword of Creator. Kentra at Glow Distance Effect. Đánh 34, mẹ thằng này nó bổ thằng như là 9000 toang này. Thế là có mấy cái phái đó. Giống như cái bản Three Hell này. Nó cũng có rất là nhiều cái thằng đánh thường. Đại khái mình có thể mình cho thằng bắn cung thì mình ra mình snipe luôn thằng này ấy. Thì mình nghĩ là nó tương đối ổn ấy. Chỗ này là không đi được này. Mình đang không biết là cho team gì. Cái chỗ này chỉ có thằng cầm kiếm của mình là nó dọn hết cái đống ấy này. Chỗ này chúng ta sẽ cần đánh giáp. Chỗ này thì chúng ta sẽ cần một strike team đam to để chúng ta cắn chết mấy con chó này. Hai con này tương đối là phiền này. Thì mình sẽ cần cái thằng nhân vật chính mình là tanh ấy. Cái bài này nó không cho mình nhiều thằng lắm. Mình không biết là Diamond cho Diamond mà hơi bị ấy quá nhỉ. Chúng ta sẽ cho thằng tỏa sáng đi. Chúng ta sẽ cần thêm mình không cần Alfred lắm nhỉ. Mình sẽ cho em Ghost Mary đi. Thầy đang, con này đang cầm Leaf à? Thầy đang cầm Sigurd à? Mình muốn cho Celine một. Mình phải có option cho Celine mà này. Nên cho thằng Kagetsu vào nhỉ. No Mary defense 25 này nhỉ. Thế là còn cao hơn cả thằng Diamond á. Ngang cao ngang ở cái level 9 ý. Nên là em này tanh cũng ngon phết nhỉ. Nên là mình đang cho con Anna vào thôi nhỉ. Mẹ cho Anna vào. Thế cho một thằng này thì tương đối là ổn này. Con này là máu bao nhiêu nhỉ? Máu 36 nhỉ? À, máu 46 nhỉ? Con này máu dày thế nhỉ? Nên mình chơi con này mà đánh nhau một tí nhỉ? Là Ike 142 rating rất là cao luôn. Con này là 199 này. Nên chỉ số con này nó hơi bị thấp. Mình đang nghĩ là mình vẫn còn ở cần Anna nữa. Cho kiểu gì vậy? Mình phải xếp lại team. Nhiều đánh phép quá. 1 2 3. Fighter là 1 này, 2 này và 3 này. Hai bên này support. 3 support, 1 support. 2 support chính này. Mình nghĩ là cũng được ấy. Ok, mẹ chơi đi, chắc cũng không có gì lắm. Xếp lại rất là mất thời gian luôn.
Con này có cái kỹ năng xạ này, mình sẽ lột cái con này này. Hortensia cầm cái con khác. Không có đứa nào support làm gì. Và không, đứa nào cầm Corrine à? Tiki, let's go. Thế thì cầm Tiki đi. Trận nào mà không có cái con Yunaka này, mình cảm thấy không an tâm ấy. Messina, ready. Corrin, I'll protect you. I'll protect you. Chúng ta sẽ vẫn cần thằng này, là nó cần cái nhẫn của người thầy ấy. Thấy không? Nhẫn của Lucina ấy. Lucina, let's go. Mình cảm thấy thằng này nó chẳng cầm cái gì ngon hơn cái Lucina. Thằng này có thể cầm thêm Ike này. Hoặc là Erika này. Erika, I have you. Roy này nhỉ? Roy, I'm with you. Lucina, ready. Anna đang cầm Roy à? Không phải là có tanh nào nhỉ? Soren, Sido. Thằng này cầm cái gì mà? Thằng này mình không biết là cầm cái gì mà. Mikai à? Thằng này mình chả biết là cầm thì cầm mẹ mấy cái này đi. Thằng này chỉ đứng sau búp bẩn thôi mà, đâu cần cầm gì đâu nhỉ? Thôi. Thằng này không có cái cầm được cái gì nó búp nhỉ? Con chảo kia này bọn lại toàn kỹ năng chiến đấu ấy. Lin này, Erika này, Ai, Mikaia này, Soren này, Tiki này, Corrin này, Aidega này. Con chả cầm được cái kỹ năng này. Alcris này. Chúng ta sẽ cầm Soren này. Lord Soren! Come on! Come on! Thằng kia vào, rất là gấu. Cái con này cầm Roy nhỉ? Hoao này. Và chính là có cái Hoao này ngon này. Right above này. Mình cảm thấy thằng Roy này ngon hơn. Roy! To victory! To victory! Và Celine sẽ cầm cái nhẫn Mikaia đi. Mikaia! Of course! Of course! Thằng Alcris này mình sẽ không cầu nó cho cầm cái nhẫn này nữa. Chúng ta sẽ cho nó cầm Lin đi. Lady Lin! Leave it to me! Lin này sẽ có khả năng phân thân mà bắn cung ấy. Nhưng bù lại chúng ta sẽ không có khả năng bắn 4 ô nên là cũng sẽ bị thiệt thòi hơn một chút ấy. Nhưng mà mình cần thằng này lên mỗi chiếc LSP ấy. Để xem Potencia nên về cơ bản là cái này là tương đối là ổn. Hammer con này cầm ai không biết có hợp không nhỉ? Kệ mẹ đi. Mình nghĩ là đại khá là ổn ấy. Chúng ta sẽ cần thằng này cầm cái phách phép mạnh nhất của cái team này ra. Poganon. Hay cầm Thoron này. Correct skill này. Bỏ mẹ này đi. Có cái man này. Và chúng ta sẽ đổi lại cái Thoron cho anh nhỉ. Có khi thằng này cầm nhiều quá. Thoron này cho Celine cầm nhỉ. Để Celine cầm cái gì? Celine eo có cái đồ thì Celine có eo Thunder đấy, kinh đấy. Thì cầm lửa đi em. Ở chia ra, Celine cầm Thoron đi. Nó sẽ cần cái lần trước là mình lấy đồ của ai nhỉ? Như cái chị này ta. Man này. Ui, con này cầm Brayland á. Chắc mình nghĩ là ổn đấy.
Con này cầm đồ nhiều phết này. Factual. Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Thưa các bạn. Mình nghĩ là tương đối nhỉ. Mình chỉ cần thấy nhất mà chính của chúng ta cầm cái nhẫn của Lucina là ngon rồi. Nói về các bạn nó sẽ đỡ được tương đối là ổn đấy. Rồi xem. Bên này chúng ta sẽ cần một cái chơi kiếm này. Cái mấy thằng mẹ Rufian này. Cái vấn đề chúng ta không tanker. Ôi 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 ôi. Bài này đúng ra mình phải có thêm tanker. Mình có fighter này. Nhưng mà con này nó không phải tính là tanker. Vậy nhớ vào giờ chúng ta chiến ấy. Không có nhẫn của cái kiểu rival nhỉ, tôi gọi mẹ mấy rival và tần nhau ông thầy nhỉ. Chúng ta sẽ cho cái gì thằng này cầm mẹ nó nhẫn của rival đi. Để xem có hội thoại gì không nhỉ? Chắc là phải có hội thoại nhé. Indeed. Thằng này cầm Edgard đúng kiểu mẹ mày. Cầm cho có ấy. To win the fight, keep your eyes wide. Always know where your enemies are. Bác lại phải dạy em. What are those things scattered around the battlefield? Those are my targets, and I will destroy them, unless you can prevent me from doing so. I'll guard them well. Thế là mình phải phòng thủ à? Được thường phòng thủ. Dựa vào mấy cái cục chúng ta bảo vệ. Friendly rival này. I'm ready. Mình sniping thế nào? Oh, vẫn sniping được ngon quá. Bắn nó. Nhà bắt đầu bốc vậy. Chúng ta sẽ sẽ initiate file luôn này. I'll do my best. I can handle it. I can handle it. How mysterious. Yes. Ném trưởng đâu? Thoron này. Thoron không chết nó. I am prepared. Mẹ chỉ đánh thêm một Sam O nữa thì ngon. Cắt tiết được nó không? Mình sẽ hóa thân đi. Chúng ta giết luôn thằng này. Level con này đã lên 3 rồi mà. For those I must protect. Hóa thân thằng Roy này lại mặc quần áo mẹ nguyên bộ mà ảo thế. Thằng này có thể đánh được phép từ xa này. Mình sẽ hóa thân luôn này. Và chúng ta sẽ cho thằng kia nó búp ấy. Nó đen đen sơ nhảy. Không phê này nó phang đứa nào chết luôn nhỉ. Phang mấy đứa này rồi. Mình sẽ búp cho thấy mua vũ trang đi. Thì chúng ta sẽ snipe chết con chó này. Huh.
Who was your commander? No! Con chó này. Ôi mẹ, tập trung nó đấm ấy. Ơ, đĩ à? Thế mình phải đi nhanh rồi. Không bổ được nó ấy. Thế nào đánh khả năng đánh cao nhỉ? Silver này. 73%. Chúng ta sẽ full attack nữa. Nhiều đó. Còn này 50 máu cả. Nó giờ giờ dày ghê nhỉ. I'll go first. Whistle. I can't believe I did that. Nhân cho nhân vật chính chạy xuống đi. Sẽ sniping tiếp. Hình như nó sẽ không tấn công mình nữa. Đấu phép anh em ạ. Chúng ném thêm một trưởng nữa cho anh ấy. Feeling better. Yeah. Mediocre. Mẹ có thằng Soren hơi hơi bị OP ấy. Còn cái trưởng của nó rất là OP luôn ấy. Tiết. That was a fierce battle. Con này có cái nội tại của nó đánh ngon phết nhỉ. Có thằng này vẫn ném trưởng này. Đĩ. Ném cho phát. Mày. Cái con này bây giờ nó level nó cao quá. Chả được mấy. Mình chạy nhanh xuống nhanh nhất có thể. Giật chết bà đi. Gần chết luôn này. Thế mình phải ném luôn cái catalyst này. Đây là có cái loanh quanh nào nhỉ? Ném ạ. Are we done here? Mẹ gì có 5 máu đấy.
Để xem phát nữa nhỉ. Nghi ném cái trường lửa vét thằng này chết. Chết luôn rồi này. Trường lửa thì không chết. Hơi khó. Đúng rồi, có khi ném mẹ trường lửa chưa. Mẹ, cái thằng này cứ đi búp cho mấy cái thằng đánh phép gì. Bá đạo vãi tè luôn đấy. Kiếm được nghìn màu, nghìn tiền. No. Mình sẽ ném khói đây vậy. Mình sẽ cần thành nhân vật chính nhảy vào cái vị trí giật điện ấy. Không đi vào đây để ô vã. Mẹ có cái kiếm sét này mẹ dùng từ đầu game cuối game tởm mãi. Mẹ có hai cái bắn cung này. Còn né nữa. Còn bỏ mẹ rồi. Rồi sao nó phản công lại mình. Ui, đánh gần chết luôn này. Nhưng mà nó phản lại mình chết có mẹ luôn bạn. Nên là có khi mình nên break nó trước nhỉ. Không có item thì đánh break nữa. Đợt này mình đi hơi bị ấy. Này gọi thêm team rồi. Đợt này mình đi hơi sớm. Rồi này mình không biết là đi đâu rồi. Osmanman Grand Staff Rank cộng 5. Về cơ bản là coi để đánh hồi máu từ xa. Chết nhỉ. Ông đây ông đứng đây nhảy múa. Chết rồi từ từ. Emblem engage. Mà nó đánh nhưng mà chính mình. Ui. Này vẫn né tránh căng. Mà đánh cái con này là Gomery. Có chết rồi rồi. Con này sẽ bị bổ chết này. Đừng giết em tôi. Có được không? Rồi mẹ có hai thằng đánh phép phải bỏ mẹ đi. Mẹ ra mình giết nó luôn. Đâm loi phổi.
Nó ném trả lại mình đấy. 26, 32. I'm pretty tough, you know. Con này đúng rồi, phải hóa từ sớm ấy. Mình cần thành nhân vật chính mình đánh trước mà nè. Là phải giết luôn thằng này, con đĩ này. Ô, chết luôn đấy. Mẹ bổ luôn, chết mới ảo chứ. Mà sẽ biến hình đi. Thằng này còn kiểu thằng này lại còn được mà double với thằng bọn bắn cung khác với ảo ấy. Úi dồi ôi mẹ. Đúng rồi, con này phải cầm cái tomahawk này. Nó đi chết con mẹ đi. Eo Thunder. I'll go first. Non. Slam Knee Rider. Nên làm sao mình giết được con này nhỉ? Thì mình gọi mình hóa thân thành Ron nhỉ? Chết rồi, mình hóa thân rồi mà. Ủa. Oh no. CD này không chết được mà nhỉ? Đúng rồi. CD này không chết được. Đúng rồi, nên là mình có thể mình tận dụng cái đấy. Nên là mình phang nó ấy. Đúng rồi, CD không chết được. 20 còn nó còn bao nhiêu? 29 á. Đúng rồi. Celine không chết được. Mà nó cũng không đánh được chết hay chết máu mình. Celine còn né được á? Ôi mẹ mày. Celine này VIP nhỉ? À đúng rồi. Mình còn hai nhẫn là cái con Celica với cả thằng Mark. Đúng rồi. Mình chưa lấy lại hết. Để còn hai cây. Này chúng ta giết nó trước. Chết rồi. Thế là mình không giết nó trước à? Oh no. Thằng này mặc đồ như nữ. Mình tưởng là ném một phát chết luôn. Không làm tôi thất vọng mãi lìn luôn. Cút mẹ xe đi. Thằng này cái trưởng khỏe nhưng mà không giết được nó rồi. Mẹ cha đi. Con này gần chết luôn này mẹ. Ném mẹ đi. Mày. À con em, à con em mặc định là hao ao mà. Ngon quá nhỉ. Được. Có mỗi thằng này là không có hao ao rồi này. Need help? I might be your newest fan. Có cái hao ao này tiện quá.
Great Sanctify. Refreshing. Đội tuyển pháp sư rồi. Đây cho anh lục thằng đội tuyển pháp sư. With perfect poise. Đội tuyển pháp sư đi ra đông ấy nhỉ. Nó sẽ là có hai thằng đánh set này. Mình cần có một đứa bay ra đây. Thầy nó có cái siêu gambit này. Anna ra bổ đây. Nó chạy đây. Úi giời. Thôi mình có thể mình sniping lắm nhỉ. Archer Storm. Ồ, bắn được xa này. Ồ, yes, bitch. Bắn ra này. 7 x 5, 35. Ơ, ơ, thế là nó có trigger là Luna được á? Là mỗi phát nó có thể trigger Luna á? Ngon quá nhỉ? Thằng này cầm cái con Lin này ngon phết nhỉ. Kiểu nó trigger cái Luna này rất là ổn luôn đấy. Này chúng ta luộc bọn này. Mình ra mình nhảy một đứa nào đấy. Dancer. Không ném thì được từ xa nhỉ mẹ cha. Mình quên mất mình không mang cái lăn bóc luôn ấy rồi. Đứng trong này đi. Mình rồi mình vào đây. Thằng này búp đều nhỉ. Húp. Nên nó gọi mấy thằng này ra nó phang mình thì tôi bỏ mẹ rồi. Be mindful. Hôm nay còn nhảy nữa chứ. Kiểu nhảy nữ thần. Hai thằng này nó sẽ gọi sẽ úp thêm con rồng à. Úi dồi. Không cắn, không ăn được được Celine đâu, đừng có đánh. I'm too good. Cứ đánh Celine của anh. Chưa đủ tuổi. Mẹ nó phá một cục rồi đấy, chó ấy. Nên gọi thêm hai con Griffin Rider. Để cho anh đi. Đen. Đen sừ. Đen sừ. Không chết à? What the? 5 x 3. Bắn 35 không chết. Ủa vãi nìn. Mình phải bắn cái cung nó mạnh mạnh hơn. Nó còn đấy trâu nhỉ? Hay đâu? Allow me. Look here. Me too. Look here.
Và không chết thật đấy. Nên nó có hẳn hai mạng á. Ôi trâu vãi nồi luôn. Mà chúng ta phải solo vào nó đi. Con này về cơ bản nó có cái hâu ao mà. Mới bổ cái vị trí này, này. Lazing Rain này. Land River này. Thế là bọn này nó bị ảnh hưởng ra nhỉ. Không phải là cái thằng mặc giáp kia. Con này đánh hơi bị solo đấy. Nên là mình có nên chém chết không nhỉ? Nó đánh lại mình rất là solid luôn này. Chúng ta sẽ cho con này vào vị trí này, chúng ta ném khói ấy. À, mình sẽ end game nó nhỉ? Quick change. Mình sẽ giữ chân hai con chó này. I've made my choice. Con rồng này nó sẽ không bay linh tinh. Thế là ba thằng này bị dính đòn luôn. Con này bị giữ chân không nhỉ? Không xin lỗi. Team mình đánh solo phết đấy, đùa đó. Ném cho nó phát đi. Chết luôn rồi này. Nó vẫn ném lại trưởng mình. Thằng này máu yếu quá. Máu như cứt. Did you see that? Thằng này nó ném được cái này. Ô mẹ thằng này nó bị lửa liếc này. Ngon quá nhỉ. Chúng ta sẽ cho em ra đi. Em hồi máu đi. Correct Sanctify. Hóa roi đi, ở đâu hóa ấy đi. Giá trị bổ mà chết. Ôi, lại đi warp với thằng vớ vẩn đi. Võ sĩ, võ sư. Vớ vẩn quá, chả được cái gì. Này nó ra, nó xuất kích rồi đấy. Tuổi. Tuổi. For those I must protect. Hero level 10. Romarichan này đánh sướng nhỉ mẹ. Nhìn thuyết phục thực sự luôn đấy. Để mình cho cái thằng game mình snipe chết bà. Bắn phát chết luôn này. Oh yeah. I'll go first. Thằng
Thế là phân thân rồi, về sau bắn cái chở ulti này là nó trigger được cái Luna lại ngon đấy. Nên khả năng cái damage của chúng ta rất là ổn luôn đấy. Celine này bị ăn hành rồi. Celine Chan của tôi. Không, mình phải quay lại mà đúng không? Mình chả đứng đây làm cái gì. Chúng ta bổ thằng nào đây nhỉ? Cái quan trọng là cái con này ra này này. Nên là mình phải chạy Celine đi. Là cho thằng này chết luôn. Allow me. Ui dồi. Mẹ mày, đánh như con này mẹ như là đổ nước vào lửa ấy. Kiếp thằng này chạy máu phỏ phang. Cái người chỉ số quá tệ hại. Mình cho nó thêm một mạng ấy. Thank you. Mà mình có cái phép khỏe quá. I'll go first. Mẹ mày đốt kiểu đốt sống. Oh thank goodness. Kiểu cái damage output của nó quá kinh khủng rồi. Để sao mình giết thằng này nhỉ? Có kiếm này. 28 này. Cũng chả mạnh cái dao này. 44 này. Here we go. Annoying. Nên là Corrin này có khi là cái cho cái thằng cầm kiếm cho mình chơi được ấy. Cái thằng mà kiếm sĩ ấy. Short focus này. Cái thằng này giống đập nốt thằng này. Xe củi. This is it. Nên mình không nên đánh nhau nữa. Sẽ hồi máu cho em Celine. Celine Chan. What good fortune. Và Celine sẽ đứng ở đây đợi này. Ôi mẹ, không được, không được, chết đấy. Mày cho nó một phát này. Đùa. À, nó lại nhảy tiếp, tao lại nhảy lắm đấy. Nhảy như điên. Ơ, cái bọn này đi phá đấy à? Đều nhỉ. Ủa đó. Hai mươi chín phần trăm crit này. Ủa mẹ thế, còn né được mà. Là cái bài này mình hơi bị kiểu over level một tí ấy. Cái này phiền đấy nhỉ. Nên là có cái thằng búp này rất là tiện luôn.
cái thằng dancer này rất là ngon, kiểu nó nhân đôi lượt đi của mình ấy. Later. Đây là đón tiếp à? Thằng nhân vật chính ra rồi. À đâu, thằng sếp boss tham gia rồi. Mình phải sẽ ra sniping tiếp mấy con này. Nồi mồi ngon của anh. Úi dồi. Bắn như con thú. Mình đang không biết là mình có cái hội thoại gì với thằng này không. Nên có khi mình nên hóa luôn đi nhỉ. Here I go. Catalyzm. Mẹ cái này có chừng lửa nó ngon. 30 đam mét solid. I'll go first. Anima focus này. Thì cái khả năng defend nó càng thấp hơn. Here we go. Team mình cái đoạn này mình cho team hơi bị mạnh quá, nhưng mà thôi kệ mẹ cho nó gọn. Đúng là có thể tí cho team B ấy, nhưng mà thôi, đánh dây dưa mệt mỏi. Cho nó vỡ mồm luôn. Mình sẽ hóa thân mình bổ chết luôn này. Nhưng nó bổ lại, ôi chết tủ mẹ là mình là rồng mà. Nó cầm kiếm cái Sword of Creator này. Ủa nó. Not good. Chúng ta sẽ hóa bon seal đẹp vậy. Là hóa thêm thêm tí khói này. Ném ạ. Này chạy xa ghê nhỉ. Rồi đứng vào cái vị trí này vậy. Má mẹ đi nhỉ. Thanh niên dancer. Thanh niên dancer này bị ăn đòn. À nó đi nó phá đấy. Ôi nó vào đánh luôn á. 12x2 này. Tay rồng à, móng rồng. Ô bát này gấu phết nhỉ mẹ. Chém chưa? I dispose of my enemies.
Nhưng thằng này phòng thủ cao đấy. Selene có hồi máu xa này đúng không? Hả? Sao Mending này không hồi máu được xa nhỉ? Không, mình tưởng là cái này nó ghi là cái gì? Healing Line. Thấy cái orc, thấy cái orc man này làm sao nhỉ? Và Star Brand cộng 5 area of fact. Oh. Sao mình tưởng là cái này nó phải hồi được xa nhỉ? Thế này, hay là cái này mình phải học nhỉ? Không hiểu sao. Thử xem thằng này có hội thoại gì không? Không hóa thân đâu mà. Join me for one song. How à cái có How United đấy. Ô, đồng cũng chết người luôn là vãi nỉn nhỉ. Chủ ra gì đấy? My moment has arrived. Đánh cũng ra gì phết. Công nhận có khi cái How United này bá đạo ấy. Ném tiệu. Thằng chết mẹ luôn. No. Thầy giáo bị quầy. Lại còn bị Dracoconic hack nữa nhé. Ui, thằng này bây giờ đép 12 red, 12 20 này. Thằng này bị kiểu là debuff khủng khiếp luôn. O for one. Hình như giết được người ta nhỉ. Có cái chém thượng chết mẹ rồi. Thế còn nói chuyện gì không? Depending on the wielder, power can be used for good or evil. That's why the heart, the one controlling the power. The heart. That would mean my heart determines how the power is used. All right, Violet. Ông có văn. Allow me. Thằng nó đánh không mất dậy. Tôi chả có gì để dạy anh nữa. Không, mình không hiểu sao cái trượng của Celine này vẫn đấy nhỉ. Talisman of Elysee à? Cũng không tệ lắm nhỉ. Cứ chơi, thằng ấy cứ chơi là có MVP. Bởi vì thằng này nó là Sunshine bọn rồng dễ quá. Cứ chơi là có quà. I managed to win somehow. Thôi đi. Well done. Your fighting was magnificent. The trial is passed. Cái chiến đấu phong cách chiến đấu của cậu thực sự quá tuyệt. I learned. Thank you. But your skills were quite strong even before. Thôi, cái nhẫn người thầy này mình không biết là mình cầm một cái gì. Là ngoài trừ là thằng này cho những cái thằng đánh phép của mình cầm ấy. That's kind of you to say. Though it helps that you have such raw skill already. All I need do is listen and give a little nudge to those embarking on a path. Your success thằng này có nhiều bảo bối. The result of all the choices you've made before today. Cái sự thành công của cậu hiện tại chính là cái kết quả của tất cả những cái lựa chọn cậu đã đưa ra cho đến tận bây giờ. I've always understood that one choice leads to another. But tôi hiểu được là cái lựa chọn khác nhau. I'm worried what might happen if I ever make the wrong choice. Tôi sẽ rất luôn luôn lo lắng rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà tôi đưa ra những lựa chọn không đúng á. You needn't worry at all. By passing this trial, you've shown the truth of who you are. Không cần phải lo lắng về cái đấy á. Bằng cách vượt qua những cái thử thách này, cậu đã cho tôi thấy được cái sự thật à.
là con người cậu thực sự là ai. You have your allies to set you right. Should you ever begin to stray? Và nếu mà cậu đi lầm đường lỡ bước thì cậu có nhiều đồng minh để dẫn cậu đi theo cái quỹ đạo của mình. Remember, được. I will always be by your side as well. To the very end. Hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn luôn bên cạnh cậu cho đến phút cuối cùng. Ông là cái thằng phản bội tôi đầu tiên. Làm như. I'll continue on my path, trusting my allies to help me along the way. You've clearly learned all you need. Nói chung là thằng này có mới một số cái đồ là giết rồng ấy. Thương giết rồng này, tùy những cái thằng nào nó cầm ấy. Còn thằng tanker nó cầm được cái bảo bối là cái khiên ra. Nên là trên cái thằng này cho cái thằng tanker của mình cầm ấy, nó sẽ có được cái khiên xịn ra. Hình như nếu mình không nhầm là Aegis Seal ấy. Cũng không chơi nhiều lắm nhưng mà lên được level 12 cũng tương đối nice. Bình thường là mình hay cho Celine cầm thằng này ra nhé. Celine, để mình xem Celine. Chỗ này không xem được nhẫn hả? À, lên xem được Bond này. Riêng lại mình hay cầm thằng này nhất luôn. Sẽ là nói chung là rank 10 thôi. Not much, cũng không nhiều luôn. Chúng ta sẽ quay về đi. Nhìn chắc là nó vẫn còn một vài cái Palock ra. Là cái Divine Palock. Mình cứ bảo là team mình bây giờ hơi bị OP rồi. Nhưng mà ít nhất là đến tầm này để chơi mấy cái Palock này. Nó có một số cái Palock như kiểu cái này này, cái này là rank số 8 này, cao hơn một chút này. Đây là Erika này. The Sacred Stone. Cái này là cầu này là Leap à. Đây là 8 này. Ok, chắc là mình sẽ từ mình quay lại cho sao vậy để chúng ta còn một số hội thoại chúng ta xem ấy. Tựa chả có hội thoại. Bọn này nó cũng level cao hết rồi. Nên mình sẽ quay lại sau để mình chơi tiếp. Nên một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ. Nên nếu mà các bạn chưa mời cà phê thì hãy mời mình cốc cà phê ấy. Nên rất là quan trọng luôn. Để mình tiếp tục làm được những cái nội dung này trên channel mình ấy. Và cảm ơn các bạn thành viên như Quý Bình, Tú Nguyễn, Thanh Thảo và Gosu ấy. Đã tài trợ cái nội dung hiện tại trên channel mình và tiếp tục support nhiệt tình ấy. Nếu okay, mình sẽ quay sau để mình chơi tiếp. Nên một lần nữa cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên channel.